Tịnh Thất Bồng Lai không phải nơi nuôi trẻ em cơ nhỡ như tự giới thiệu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mới đây, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Long An đã phát đi phóng sự thật về nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai. Cụ thể thông tin như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Ngày 22 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, nơi nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi là Tịnh Thất Bồng Lai. Từ nhiều năm qua, Tịnh Thất Bồng Lai đã được xác minh không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng việc có hai sư thầy tham dự cuộc thi hát trên truyền hình, đặc biệt là năm chú tiểu được giới thiệu là trẻ em cơ nhỡ nuôi tại đây, đạt được giải cao trong game show Thách Thức Danh Hài đã gây ra tiếng vang lớn, nên nhiều người vẫn nghĩ đây là cơ sở thờ tự Phật giáo và đến quyên tiền ủng hộ. Khi đó, công an nhận được nhiều đơn thư yêu cầu xác minh thân nhân của những người đang cư trú trong cơ sở này và tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy, bà Cúc, 60 tuổi, ngụ tại Cần Đước, Long An, chuyển về địa chỉ này mua đất xây nhà, lập thành điểm tu tại gia từ năm 2014 đến năm 2015. Ông Lê Tùng Vân, 88 tuổi, ngụ tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng bà Cúc. Trước đây, ông Vân từng tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và thời gian này đã tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Tuy nhiên, vào năm 2007, cơ sở của ông Vân đã bị Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định chấm dứt hoạt động do không đúng các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động, việc chấp hành các thủ tục pháp lý lưu trú. Khi về tại hộ bà Cúc, ông Vân tiếp tục cho rằng mình nhận trẻ em cơ nhỡ về nuôi. Tuy nhiên, qua kiểm tra, hộ bà Cúc hiện có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em, thì cả 6 em đều không phải là trẻ em cơ nhỡ mà có mẹ ruột đang sống cùng. Ngoài ra, nhiều thanh niên trẻ em đang sinh sống tại hộ bà Cúc còn có quan hệ huyết thống với ông Vân. Theo Công an tỉnh Long An, qua kết quả xác minh trên thì việc nhiều người trong Tịnh Thất Bồng Lai sử dụng nhiều mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng tải thông tin không đúng sự thật, kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người là không phù hợp. Bên cạnh đó, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai nhân khẩu, lưu trú. Trước đó, từ đầu năm 2020, nhóm người này đã thay đổi cách tự gọi Tịnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Vừa qua, những người đang lưu trú trong căn hộ này cũng từng bị cưỡng chế đi cách ly phòng ngừa dịch Covid-19 sau khi có một người vượt biên giới trái phép đến đây ủng hộ tiền trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả, đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.